Thì chúng ta sẽ trở về đội hình để cùng ra mắt cùng với toàn thể cộng đoàn. Bây giờ cái đây mà đứng như bậc trên nhất tôi nhìn hết được không, hết rồi được lắm đấy, hết là hả đứng ở bậc là ra rồi. Và xin công bố lá phiếu mang số 15. Và xin mời phần ra mắt của chàng pháo tay để chào đón đội thi thưa quý vị. Và đề thi số 15, phần 1, giáo lý, câu 1, câu 15. Ai phải tham gia vào việc thực hiện công ích? 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Hỏi ai phải tham gia vào việc thực hiện công ích? Mỗi người phải tin tưởng tham gia vào việc thực hiện công ích. Theo nghĩa vị và vai trò của mình. Hoàn rất tốt. Câu 2, câu 05. Muốn đánh bí tích hôn phối phải có những điều kiện nào? 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Vâng, 5 giây đã hết. Hỏi y muốn lãnh nhận bí tinh hôn phối phải có những điều kiện nào? Thì chúc mừng và giáo lý đã được hoàn thiện. Và chúng ta cùng đến với phần 2 Kinh Thánh đoạn 5, trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 2 từ câu 11 đến câu 12, bắt đầu bằng anh em thân mến và kết thúc bằng đến viếng thăm. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Xin được chúc mừng đội thi thứ 8 đến từ